sử dụng cái vàng này, các cái loại sâu nó ăn hết con sâu đó, nó không có hại cây mình. Mà cũng nhờ cái con này nè, con kiến vàng nè, nó trừ được là coi như 70-80% đó. Cái này coi như là từ xưa tới bây giờ người Việt hay dùng con kiến để rồi mình cho cây, các loại cây có muối. Nó giờ có nước, giờ độ ngọt, giờ ăn được sâu. Nó tác dụng nó lớn lắm. Tôi trăn trở về chuyện đó và tôi luôn suy nghĩ làm sao để có thể là chuyển từ cái nền nông nghiệp hóa học sang một cái nền nông nghiệp tự nhiên hữu cơ thân thiện hơn, thì buộc lòng tôi phải đi rất là nhiều nơi tìm hiểu, gặp rất là nhiều chuyên gia, thậm chí là những người nông dân, và nghe những chia sẻ từ cái cách mà ông bà ta, những người nông dân Việt Nam xưa, khi mà chưa có hóa học thì chúng ta đã khống chế dịch hại như thế nào. Và chúng tôi học được cũng khá là nhiều cách hay, thì trong đó có việc là về phân bón đó, chúng tôi tăng cường sử dụng những phân hữu cơ, phân compost, về làm sao để khống chế được cái côn trùng gây hại đó. Thì chúng tôi tìm hiểu về cách sử dụng kiến vàng. Bây giờ nó có cái này. Hồi đó tôi trồng là cam quýt đó, thì nó cũng không có gì, chỉ có con bù xích. Mấy cái con mà nó bu cái trái này là chai, không có nước. Thậm chí là thấy như vậy là bắt đầu mới là một lúc có một con kiến vàng. Nó ở gần đó là cái cây đó lại là không có mà bù xích, mà không lại cái trái lại là bóng bóng mà có nước. Cái cách bắt mình lại cái vườn quang đó. Bắt đầu mình mới trời mưa đó, lớn đó, cái mình nó vô, cái mình lấy cái bao để ổ vô cái bó lại, để ổ bó lại về cái mở nó lên cây mình nó ở. Nhưng mà mình phải tạo ra một cái loại thức ăn cho cái con kiến vàng nó ăn, đặng nó sinh sản. Rồi với cái môi trường là lá là phải trồng những cái lá nào cho nó dịu dàng, nó làm ổ dễ. Nó như mỏng rồi này kia đó, đặng cho nó là nó làm ổ. Ăn con ruốc á, con ruốc tép mà dưới biển, con loại nhỏ nhỏ vậy nè. Rồi phơi khô á, cái rì mình quăng nó như vậy là đó là khi đó là cho ăn mùa mưa. Còn cái mùa nắng đó thì mình ăn nào là ruột, con vật này kia đó. Rồi mình treo bị gì mùa nắng là nó không có mưa, không có thúi. Rồi là nó trời nắng như vậy là con kiến vàng nó vẫn ra, ngày đêm nó vẫn ra nó ăn được. Có chất mỡ tôm tôm nữa, nó vẫn ăn được là ban đêm ban ngày. Cái quản lý kiến thì nó cũng không phải khó, nhưng mà có cái điều là mình phải cho nó ăn. Là thường thường là nếu nó quá tay mình xài sinh học, cái đó nó không hại người. Chứ còn khoa học thì không xài, bởi nó còn nè. Cái kiến mà nó cắn thường thường là cái áo của mình. Cái áo mình nó dơ đó, mình treo đó. Làm như nó biết cái mùi của mình, nó hạn chế các cắn nhưng mà hạn chế. Còn cái người mà lạ lại là nó lạ cái mùi là nó cắn. Tôi nghĩ là coi như mình xài cái này, cái thứ nhất là mình không có bệnh. Thứ hai là cái cây sạch, ăn nó ngon mà nó không có bị bệnh trong người mình đó. Qua cái việc là cắt giảm chi phí đầu tư vào hóa chất, đầu tư vào lao động, thì đó là chi phí chúng ta giảm đi, giá cao, chi phí giảm đi thì chắc chắn là hiệu quả chúng ta sẽ tốt hơn. Xong bà con người ta cũng đang học để làm cái mô hình này nè, cái con kiến này nè, để cho mình không có xài thuốc hóa học nữa, để cho làm lại cái đời sống của bà con mình mua ăn đó, không có bệnh. Bây giờ người ta đang nhân ra ta làm. Cái đó vui vẻ nhận lời liền. Chịu lắm, người như bản thân tôi mà đa số bà con đây cũng đang chịu cái đó. Chú có truyền cho con rồi, đủ sức để đảm đang cái nhiệm vụ này. Chưa không được đâu. Việc sử dụng kiến vàng thì đầu tiên chúng tôi học từ những cái hộ gia đình, những cái hộ nông dân nhỏ. Và tôi đã hạ kiến vàng trên 2 hectare của mình.
Và trong năm nay thì khả năng là 2 hecta đó được nhân rộng lên 10 hecta. Và tôi tin rằng là không có giới hạn về diện tích cho cái việc sử dụng kiến vàng. Sau khi chúng tôi thả kiến vàng, chúng tôi nuôi kiến vàng trên 10 hecta đó thành công, thì chúng tôi sẽ có đủ cái mật số để có thể nhân rộng trên cái phạm diện tích là 200 hecta của mình. Việt Nam.